Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang nỗ lực bổ sung danh mục thuốc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng, khiến nhiều loại thuốc điều trị dường như đang có dấu hiệu là giảm đi hiệu quả. Trong một phát biểu ngày 14 tháng 1, bà Janet Diaz, quan chức hàng đầu của WHO cho biết, cơ quan này đang đánh giá hiệu quả của loại thuốc viêm kháng virus chứa hoạt chất monopiravir do hãng dược phẩm Merck của Mỹ bào chế. Dự kiến khuyến nghị về việc sử dụng loại thuốc này sẽ được WHO công bố sớm nhất là trong tháng tới, Ngoài ra, chúng tôi cũng đang lên kế hoạch xem xét hiệu quả của thuốc kháng virus dạng uống do hãng Pfizer bào chế. Đồng thời dự kiến đưa ra khuyến nghị về loại thuốc này vào cuối tháng 2 tới. Nhận xét về các loại thuốc kháng thể đơn dòng hiện nay, bà Dias đánh giá một số loại cho thấy dường như hiệu quả của chúng đối với biến thể Omicron bị suy giảm, tuy nhiên bà khẳng định đây không phải là điều đáng lo ngại vì các loại thuốc kháng thể đa dòng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đến nay đã được sử dụng rộng rãi.